Đây cả nhà ơi, đây là hình ảnh em Linh 29 tuổi đã mất cả nhà. Thì sau khi là mỗi một đứa con vậy là em đã mất đi một trái thần, rất là đau khổ anh chị. Thực sự ra thì cái hoàn cảnh thì gia đình cũng đã cố gắng bán những đất đai đã điều trị em trong cái căn bệnh của em thì cũng đã rất là lâu rồi cả nhà. Thì tuy nhiên thì đã sanh đứa thứ hai thì đã tái bệnh lại. Bây giờ cần mời cả nhà mình xem nhé. Cô nói lớn lên nè cô, để cho em nó biết á. Ừ, số nợ mình đã được xóa rồi, xóa nợ rồi, không có Mạnh Thường Quân giúp rồi. Để bữa nay có Mạnh Thường Quân giúp để trả tiền mẹ 50 triệu, mẹ thiếu tiền nhà người ta đó. Bây giờ mấy chú thì giúp Mạnh Thường Quân giúp mẹ trả người ta rồi, yên tâm đi. Mấy đứa con nó cũng có mẹ lo rồi, có bà ngoại lo. Đây bây giờ là mẹ của Linh đã đốt cái giấy nợ sau khi đã thanh toán xong rồi cả nhà. Thì để cho em yên giấc thì thật sự ra cái quá trình mà em mất, em cũng rất là lo sợ khi mất một cái căn nhà. Thì cũng có nói với mẹ là đừng có bán nhà, thì nếu mà có bán thì hai đứa con nó ở đi đâu. Đó cũng đâu sao. Gì quá tốt. Hồ hoa tao rồi. Bây giờ sau đây mình cũng tụi con cũng nhờ cô xé giùm cái giấy nợ không? Dạ vậy nha. Dạ, đây cho nó. Đúng không? Đúng giấy nợ rồi phải không? Đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. 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 Một tháng 20 ngày, một tháng 20 ngày là mẹ đã ra đi rồi. Rất là tội nghiệp. Mới tắt lại cái nhà ở đó có. Giờ là nói đầu tiên thì Cường xin gửi lời chúc quý nhà hảo tâm cũng như quý anh chị. Thì hôm nay Cường cùng các anh em nhóm YouTube Pakina Tấn rồi cũng trở lại hoàn cảnh đó là em Linh đã mất 24 tuổi như cả nhà. Thì quá trình em mất thì gia đình cũng bán hết những cái đất đai thì để chữa trị cho em, nhưng mà em không hết. Thì bên cạnh đó thì người mẹ cũng đã mượn cái số tiền của mà người ta đó, là trong cái số tiền đó là mà là viết giấy là để nữa là bán nhà để trả nợ. Hôm nay anh em đến để cũng như trao tấm lòng của quý nhà hảo tâm để giúp cho gia đình giữ lại cái ngôi nhà. Thì bây giờ Cường mời cả nhà mình đồng hành và theo dõi Cường trong đoạn phim này nhé. Cô cũng mới ẵm bé ra đây. Chào cô nha. Dạ. Dạ. Chào mấy chú. Dạ. Hôm nay thì có rất là đông anh em ở Sóc Trăng thì đến đây để thăm gia đình mình á. Dạ. Mấy hôm nay tình hình sao rồi cô? Chưa ổn. Chưa hết buồn hả? Chưa. Còn buồn nhiều hả? Hồi nãy sao mới lại mà thấy khóc rồi? Khóc hồi sáng rồi. Khóc hồi sáng tới giờ là. Sao vậy? Ai nhớ con á. Nhớ con. Nhắc lại cái hoàn cảnh của gia đình của cô đây thì em Linh 24 tuổi thì có hai đứa con, một cái trai cũng như một cái trai thì mới sanh nè, còn một cái trai lớn nữa đó, hai đứa con nhỏ. Nhưng mà em mang một căn bệnh rất là nặng, một căn bệnh thận, thì cũng vì sanh đứa con thứ hai thì em chống chọi với cái căn bệnh để sinh đứa bé vừa chào đời thì khoảng một tháng một đầu hai trái thận của bé hầu như là đã hư hết luôn, hư hết. Đó, cuối cùng thì bé đã mất rồi, bỏ lại hai đứa con. Cảnh gia đình thì bây giờ cô có thể chia sẻ đi, cái lúc mà bé bệnh xong thì cô quay mượn như thế nào đó, giờ cô chia sẻ lại cho khán giả được hiểu cô. Thì nó đi trị bệnh rồi không có tiền, đi chạy mượn ở ngoài 5 triệu là ăn 30 ngàn một ngày. 5 triệu 30 ngàn ngày. Dạ. Lúc mới bệnh đó ha. Dạ. Lúc là mới đi đó, mới nhập viện á. Dạ. Rồi đi mượn vay người ta 15 triệu, 5 triệu, 10 triệu vậy đó. Rồi cho nó, người ta ăn lãi, mình ở đây mình đóng lãi cho nó trị bệnh. Dạ. Rồi đi tới bệnh viện, rồi tới bệnh viện trước khi đi là đi bệnh viện Lê Dẫn, rồi người ta chuyển đi
Diễn đi ta cho được 20 phút rồi về lấy đồ là đi liền. Đi được có 5 triệu đi vay mượn ta đó. 5 triệu rồi đi tiền xe hết 3 triệu 8 rồi. Còn có 1 triệu 2 à. Đi người ta kêu đóng 30 triệu, 3 triệu, 3 triệu nặng nhập viện á. Rồi không có tiền, điện lại tới 9 giờ, 10 giờ tối rồi. Không có tiền. Rồi bên chồng nó đi mượn ai ở Bình Dương, bả làm Bình Dương á. Là mượn người gửi cho 3 triệu rồi đóng cho anh ta mới người ta cho nhập viện. Cái mượn thuốc như vậy. Mượn thuốc. Mấy chuyện mượn thuốc. Dạ, mượn hoài vậy đó. Sau này là giống như bệnh tình hình bệnh nặng. Bệnh nặng. Mượn cái số tiền lớn. Dạ, bệnh nặng mới điện về nói người ta bắt con mổ. Bây giờ người ta kêu mẹ đóng 100 triệu. Trời ơi. Rồi nói nếu mà con muốn mổ thì mẹ đi mượn người ta cho. Cái đâu có cho nó biết đâu, đi mượn người ta nói bán ở nhà nè. Cầm cố cái nhà. Cầm cố nhà bán nhà đi. Rồi đi mượn bà ở bên bản á, bà Duyên á. Đi mượn 50 triệu trước đi, rồi sau này ha tính. Rồi ở ngoài mình kiếm 10 triệu, 5 triệu gì khác nữa. Còn mượn bả thì 50 triệu, bả cũng cho nữa. Nói bàn cảnh mình con mổ không có tiền gì đó. Người ta kêu đóng liền. Rồi bả cũng cho rồi lấy giấy tờ, làm giấy tờ. Bả không có ăn lời đâu. Bả nói bả cho mượn 2 tháng hoặc là 3 tháng không có ăn lời. Bả cho chị bệnh con đi, cho hết bệnh đi rồi về ha tính. Dạ. Rồi gửi đi 50 triệu nữa. 50 triệu rồi 2-3 ngày sau nó nói mẹ ơi, người ta kêu đóng 100 triệu á mẹ. Nặng ta mổ, tại mổ 3-4 chỗ lận. Cái đầu rồi cái cổ rồi cái giò nữa. Nó nói gì đó, mình cũng đi mượn bà kia thêm nữa. Bà kia cũng nói cho rồi, cái chiều giờ cỡ 3 giờ nó mệt. Nó mệt rồi, nó bể luôn, bể mạch máu. Chưa được gửi tiền thêm nữa, bể mạch máu à. Bể mạch máu rồi, bác sĩ kêu em về đi, em có con không? Nó nói con 2 đứa. Bác sĩ nói vậy về thăm con đi, coi mặt con đi. Bể mạch máu là lúc mà trong bệnh viện? Trong bệnh viện á. Bệnh viện Chợ Rẫy á. Rồi người ta kêu con về đi, về thăm con đi. Cái lúc đó là em nó còn bình tĩnh không? Tỉnh lắm. Bể mạch máu còn tỉnh. Mà còn tỉnh lắm đó. Nói chuyện không chịu về, nói mẹ bây giờ người ta cho con về mẹ tính sao về con? Nhìn mặt con. Dạ. Ấy con tính sao? Nói con không muốn về đâu, con muốn mổ. Không muốn, giống như là Linh, em Linh này là không muốn chết. Không muốn chết. Về nhà là sẽ chết. Rất là sợ. Rất là sợ chết, muốn sống á, muốn sống để coi mặt con, để nuôi con á. Mà không chịu về, nói mẹ con không muốn về, con muốn mổ. Mà trong lúc đó nó bể rồi, nó bể mạch máu rồi. Muốn gì cho mình hết bệnh, nó về gặp con. Muốn về gặp con. Rồi bác sĩ nói thôi về đi, còn có 2% mà. Em về đi, để còn, nhìn mặt con. Còn 2% là mất rồi đó. Còn 2% là mất rồi đó. 8% là... Cái chế thận đầu tiên mất là từ lúc mà sinh con trai đó, con trai đầu tiên của cô. Cái thận mất bên là sanh thằng lớn á. Dạ, mất bên là ra bệnh. Dạ, mất bên rồi. Dạ, lúc đó là nặng không? Lúc nó nặng không mới lắc thôi. Mổ á, mổ cũng mạch dạ, mạch máu đó. Dạ, bán miếng đất ở bên này. Dạ. Dạ, miếng đất kế bên. Dạ. Dạ. Rồi dạ, bán rồi trị bệnh cho nó, đi mổ hết lần rồi đó. Dạ, hết đi. Một miếng đất rồi. Hết một miếng đất rồi. Rồi hết một miếng đất mà nhờ nó sống. Bây giờ cái nhà mình là sống được mấy năm nữa, là coi như là lúc đó là khỏe được mấy năm đó không? Khỏe được 4 năm, thằng này được 4 năm rồi. Tới có bầu lại 2 trái thận. Dạ. Là 2 đứa con. 2 đứa con. Trời ơi, một trái một đứa. Hư hết rồi. Ra đi rồi, ra đi. Thế sao mà như nếu mà lắc rồi cũng thua nữa, tại vì con người có 2 trái thận mà lắc bỏ rồi sống sao? Hết rồi. Coi như sắp được thứ 2 là
lắc luôn chế thẳng. Hư, hư luôn. Mà trước khi mất đó là em cũng giống như chăn chối lại với cô. Dạ. Là đừng có bán nhà. Đừng có bán nhà. Thứ nhất là cái lời chăn chối của em Linh là nói với gia đình là đừng có bán nhà. Đi tới nhà là hỏi rồi, đi bệnh viện ta trả về đó. Ấy mẹ, mẹ được tiền đâu cho con chị bệnh vậy? Mẹ bán nhà hả? Người anh hai nó trả lời, anh hai nó sợ nó mất sớm. Anh hai nó, họ đâu có bán nhà đâu, người ta cho mẹ mượn đó. Nói gạt. Nói gạt đừng cho nó buồn á. Mẹ cho anh ta cho mẹ mượn đó, 50 triệu đó đó. Rồi tiền ở ngoài mẹ mượn khác. Dạ. Nay đừng có bán nhà nghe. Con của con không có nhà ở đâu á. Nói hoài. Thì anh hai nó nói vậy nó cũng im. Rồi mấy hôm nay thì cúng từng cho em Linh là xong rồi hả cô? Cúng xong rồi. Cúng qua bữa chủ nhật. Chủ nhật là đúng 7 bữa cúng rồi nha. Dạ. Bé nãy cô nói là bé sốt hả? Sốt, bị nóng hồi hôm khỏi ngủ luôn. Ừ, hôm qua ba nó nằm giỏng ở đây nè. Dạ. Hôm qua ba nó đi làm cỏ bển á. Dạ. Rồi về ngủ chút cái nằm giỏng ở đây nè, nó kêu ba nó Linh á, giống như Linh về báo mộng. Nè, báo mộng ba. Dạ. Đó nói kêu ba, ba ơi đứng lên đi, lấy tiền cho mẹ trả nợ anh ta nè. Nhờ kêu ba ơi lên đi lấy tiền cho mẹ trả nợ anh ta nè. Con đưa tiền cho nè. Ba nó thức gì đâu có thấy ai đâu. Kêu con kêu bằng cái gì? Dạ là Út hả? Có hình không cho chú coi ha. Trời ơi. Đây là hình của Linh nó lúc Linh hả? Lúc này là chú phát bệnh hả cô? Chưa. Đây là bé gái đây có hình luôn nè, nó dạ có hình. Rồi vô cho nó xem với. Có hình luôn. Thành đó là chụp lúc hồi nào vậy hả cô? Chắc hồi lúc nó còn sống á. Con biết không? Con biết hình. Dạ cái đó hình con chụp cho Út. Lúc nào? Bây giờ nè. Dạ cũng lâu. Lâu. Con còn giữ hình lại hả? Dạ. Mình chối. Hơi chối. Okay, sao chút mình xin ảnh. Có cái tấm nào gõ không cho chú xem mặt. Dạ. 24 tuổi. À. Mà trong khi đó là mấy ngày là về là mấy người cho thấy rồi cô, như cô ngủ cô có thấy không? Không thấy, nó không cho thấy. Ba nó thấy. Cho ba không rồi. Khi mất rồi mà cũng không có an lòng ra đi. À. Vì cái số nợ. Ừ. Tại vì còn 49 ngày là còn vòng vòng đây nè, sau 7 ngày sẽ biết là mình mất. Từ đó là bắt đầu là về nhà, bắt đầu là giống như là cho người nào thấy trong nhà thấy rằng là giống như là phải kêu kêu. Nhưng mà ba nó không có đeo cái này nè, mới cho thấy. Còn cả nhà đeo hết của chùa. Dạ. Làm ông Lục Bả. Dạ. Đỡ buồn đỡ này kia. Dạ. Ông Lục Bả ổng làm cho đó. Thiêu xong rồi ổng điện đi ổng tưới nước cho rồi. Con trai đâu rồi, nhớ xíu xíu à. Cô nói lại coi nãy lúc mà kêu người cha là sao cô? Nói cha ơi, thức dậy đi, con cho tiền mẹ trả nợ nè. Là báo trước luôn là biết tụi con lại hay sao hả? Không biết nữa, tôi còn không biết nữa. Đang bạn lời con nghĩ kêu bà kia luôn á trời. Chắc đi năn nỉ bà kia luôn rồi. Nghĩ luôn cái gì hả? Rồi. Cô ngồi xích qua đây đi cho con vô. Đây là con trai của anh Linh này. Xanh bé này đầu tiên thì mắt hết một quả. Người bé sao nói chung thì không có đổi thừa hai bé được, nhưng mà mình nói quá tội nghiệp người con gái. Dạ. Ra hai bé chỉ nói là khi mà sanh một bé là một hư một quả thận, sanh bé thứ hai là hư một quả thận tiết. Dạ. Cái đó là cái căn bệnh nó trong đúng người rồi, mình đâu biết được. Nó không phải là vì hai đứa bé mà sanh để mà đem đến tại nó lo chị thằng này không, nó sợ thằng này hư nè. Đó. Nó lo dưỡng thằng này nè, không lo thận đâu. Là vì đứa con. Vì đứa con trong bụng á. Đứa con trong bụng để chào đời. Dạ. Để chịu đựng đau đớn đúng không cô? Chịu đựng á. Đó. Đau đớn sao cũng chịu hết, ngày uống thuốc 2-3 cự, 3-4 cự luôn.
uống thuốc. Giống như bé Hoa hồi lúc trước đó, vì con để sanh con ra rồi xong rồi đầu nó có bệnh nó phát nặng rồi. Ừ. Dạ bé Linh. Tôi nhất quá mà thằng này cũng gắng nữa. Dạ. Sanh trước 20 ngày đó. Ồ, sanh trước 20 ngày luôn. Là có đau bụng gì không cô? Không có, sanh bình thường vậy đó mà không đau bụng ha, đau gì hết trơn, nó ra ên. Ra ên luôn hả? Ừ. Em Linh là giống như coi mấy cái clip mà sợ giống như đang biết mình bệnh nặng đó. Yeah. Mà sợ giống như mắc mẹ rồi mắc con luôn, gán giữ lại đứa con. Gán giữ. Dạ. Yeah. Nó nói nhức mỏi dữ lắm, nhức mỏi trong mình dữ lắm mà con chịu. Một cái điều anh em rất là bất ngờ khi mà mới ngày hôm nay là anh em đến thăm nè, hôm trước là Linh báo mộng về với gia đình là nói là kêu là ra lấy tiền. Ta lấy trả tiền nợ cho người ta. Trả nợ cho người ta. Kêu ba nó, ba thức dậy. Mặt xanh lè luôn, hết hồn. Nói mình ơi, thấy gái mình á, lại đưa tiền cho bà trả nợ người ta kìa. Rồi lúc đó cô tin không? Cô tin không? Không tin đó. Không tin hả? Giờ tin chứ? Không giờ tin. Tin không? Hôm nay tụi con lại là báo cho cô một cái tin rất là mừng. Là Mạnh Thường Quân, gia đình của một người cô ở Sài Gòn hôm bữa mà con nói với cô đó. Dạ. Đó, thì cũng đã đồng ý giúp cho cô 50 triệu đồng để trả cái khoản nợ mà cô cầm cố căn nhà. Dạ. Rất là mừng cho gia đình. Rất là mừng mà không biết mắng ơn ta làm sao nữa. Rất là lớn. Dạ. Bây giờ mình có cách nào để mình nhờ ai điện thoại cho cái cô đó lại được không? Cầm cái giấy nợ lại luôn. Bài gì? Hay nữa là phải xin cô đó ngồi trên đây để trả tiền cho người ta. Xong rồi mình xé giấy nợ luôn. Dạ. Để cho cô, cho cũng như là cô vui, gia đình vui. Phương ơi, nó hào ơi người ta hả? Ra đi. Dạ. Cái mới đây tính ra 10 ngày hả cô? 10 ngày. 10 ngày thế này. Đi qua làm từng 7 ngày, giờ chuẩn bị tới 49 ngày, 100 ngày. Ủa 100 ngày là đem em lên chùa hả? Đem, đâu đem rồi. Đem rồi hả? Đem cốt trốn rồi. Hồi nãy thì con có gọi điện cho ba của hai bé nè. Dạ, nó đi đang xịt thuốc cho anh ta. Nghe nó đi làm, rồi đi làm giấy tờ nữa, dạ. Đi xin vô công ty làm. Dạ. Chắc đi làm cho anh ta rồi mới đi. Bảo tin là cho em nó mừng, là có Mạnh Thường Quân cũng đồng ý là giúp cái số tiền đó. Nó nói trời ơi, được chị em mừng quá. Mừng thiệt á. Nó xa lắm. Sao mà... Đâu? Kêu bà này dùng điện nè. Sao mà có cái sự trùng hợp mà lại em báo tin cho gia đình nói là có cái số tiền. Ra lấy tiền đi trả nợ. Mớ, ba nó cũng nghi đó. Ba nói sao Linh mới vậy? Chứ bữa giờ là gia đình không biết mới đâu, không biết đâu, không biết, không biết đâu. Mới trưa nay ba nói điện nói mấy chú qua đây nè mẹ. Dạ. Mà nó đi báo mộng hôm qua nằm võng đây nè. Nếu như mà không có cái số tiền đó là gia đình mình là phải bán nhà cho người ta, bán nhà cho người ta bù thêm cho mình phần nào gì đó. Tại vì tới cái thời kỳ là cho mượn 3 tháng rồi. Một tháng, 2 tháng là 3 rồi, tháng gì đó. Rồi nếu mà trong vòng 2 tháng nó không có tiền trả thì có thể là đóng lời không? Bên kia cho đóng không, lời không? Không, không, không. Là mình phải đi dây chỗ khác. Dạ. Nếu mà mình không bán nhà, phải dây chỗ khác, mình tiếp tục, mình kiếm dây đường khác để giữ lại căn nhà. Sao mà có 50 triệu trả thì ra là được. Dạ. Thí dụ như bây giờ bán nhà rồi cô có chỗ nào để ở? Thì cất chòi ở đâu mình ở đỡ đi, bây giờ sao, bây giờ không có tiền. Các chị cứ suy nghĩ là không có nhà nhưng mà có con gái, có cháu này kia, có cháu có con cũng đỡ, mà cuối cùng thì con gái mất rồi để mất nhà nữa. Bao nhiêu năm mới dành dụm được mua căn nhà vậy cô? Ôi hai chắc ba mấy năm rồi, ba mấy năm, gần 40 năm rồi. Người luôn đó, người xây được cái căn nhà như thế này. Yeah. Nếu mà cô tưởng tượng một ngày nào đã bán một miếng đất là thấy đau rồi, bán miếng đất của con trai. Bây giờ mà nếu mà bán luôn căn nhà nữa thì không biết được sao con nữa, con gái là đáng điện. À, điện thoại thấy con ngồi giỏng nãy giờ mà cô đưa bé mà cô khóc quá trời, cô suy nghĩ gì vậy? Suy nghĩ con nó mất rồi, đã mất rồi mà mình không có tiền trả nợ người ta nữa. Mất nợ anh ta nữa, rồi con mất nữa. Con mất rồi lại thứ nợ. Nào sống nổi. Nhớ, nhớ khóc hoài. Dành mấy đứa nhỏ nữa, nhớ con gái. Rồi nuôi hai đứa này nữa. Hôm qua cũng có mấy cô ở chợ đó, người ta mua sữa, mua tả cho mỗi ngày á. Dạ.
mua hôm qua mua 2 lon sữa, 2 bịch tả. Bữa kia mua 2 lon sữa, mua 2 bịch tả. Thế mà cho bà. Mấy em rất cần sữa. Dạ. Thì nếu mà Mạnh Thường Quân mà giúp như vậy là cô coi như là con cô là rất là cho mình là rất vui được một cái 80% là để mình làm mình chồng thì ông ngoại thì đi làm hồ để mới có tiền lo cho con rồi người cha thì cũng có tiền sữa rồi gì gia đình sinh hoạt nó lại bình thường bớt được cái đau bớt được buồn đau buồn nhớ con được cái nhà rồi còn mất cái con nữa cô có nghĩ là em Linh phù hộ cho gia đình mình không? Chắc vậy cũng nghĩ vậy nó lo lắm, nó lo sợ cha mẹ thiếu nợ lắm, ở còn sống nói mẹ đừng có đi mượn vay người ta, ba ăn lại mẹ không có gì đóng cho người ta đâu. Tôi nghĩ là giống như là cái Linh mất cũng là một cái đau đớn cho gia đình, nhưng mà mất là đến như một cái duyên với Mạnh Thường Quân là tại vì từ một cái Facebook là của thằng em nó nhắn xong nó mới nói là có người giúp đỡ rồi anh ơi khỏi qua đâu. Rồi con thấy vậy con gần đây nếu mà quyện con không đi đâu xa con không đi đâu mới chạy để chạy qua coi hỏi thăm này kia là lúc đó con mới kêu cô ra đó hỏi là gia đình muốn giúp đỡ không để con kêu bên YouTube lại quay. Hai nữa là con nhìn vô nhà tường con nói chắc con không quay đâu tại vì cái hoàn cảnh này quay lên Mạnh Thường Quân người ta thấy ai đâu ai giúp đâu cô. Nhưng mà tới cái câu chuyện cô kể ra thì nghe rất đau lòng là mất một người con gái. Mà người con gái mất rồi không hai trái thận không còn dính trong người nữa. Rất đau đớn, mất trong cái đau đớn mà mới sanh con là chưa được cái nhìn con bao lâu nữa không con. Phát bệnh là nằm bệnh viện không? Nó ở nhà nó nhìn con nó khóc hoài chắc nó biết là nó không sống nổi rồi. Nó nhìn con nó khóc hoài nó nhìn con khóc mà nó không nói bệnh trong mình nó sao không nói cho mình biết đâu. Con thấy cái lúc đó mà Linh mất rồi cái bụng còn rất là to. Tại nó bể mạch máu rồi. Tại nó bể mạch máu rồi nó tràn máu trong bụng ra trong miệng luôn. Ra từ miệng luôn, ra từ mũi luôn. Lúc đó cô thấy luôn hả? Trời ơi. Lúc nó mất nó nắm tay tôi cứng ngắc hai bên. Trời ơi, lúc đó cô không còn. Xót cuộc dữ lắm á. Cô đang nắm tay là Linh ra đi luôn. Nó nằm tay mình hai bên nó cứ khọt 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 hoài vậy đó, nó ra hoài vậy đó, chịu không nổi xì ra. Lúc là chuyển về đây đó hả cô? Lúc là về đó. Về là rút lúc đó là tắt rút cái ống hơi ra rồi. Chưa rút nữa, chưa rút nữa mà sặc là đi ơn đó. Bác sĩ nói là tràn hết trong mình là đi rồi. Bể trong hết rồi, bể mạch máu rồi còn gì nữa. Nhà bà chủ đó ngoài góc tím rồi có cô. Dạ, quán cà phê. Nhờ gấp đi ha. Nhờ gấp đi. Gửi cho cô đó, để cho cô mừng. Dạ. Lại lại cái bà chủ đó. Thấy kiếm về bà chủ cho mượn tiền, cho mượn tiền. Nhưng mà cái chị gái này cho mượn tiền thì cũng tốt và không có ngại. Bà nó làm phước dữ lắm mà nó. Thấy tôi đi rồi khóc rồi nói chuyện đâu có được, cứ bả nhìn mặt hoài. Rồi nói không có ai tiếp được bằng chị đâu. Ê, chị dùng tiếp em đi cho em con nó được sống. Lúc đó là giống như cái sự sống của con đang rất nguy kịch. Bằng mọi cách thì đem vay mượn ta. Bỏ thằng này ở trong giọng đó, bỏ nhà trong nhà đó, đi bỏ đi kiếm tiền. Đi gặp hơn cái gặp bà đó ở nhà nữa. Hiếm lắm, năn nỉ người ta mượn người ta 5 triệu người ta cũng không cho nữa đó. 4-5 triệu người ta không cho nữa đó. Đi vay tiền nóng tiền gì người ta không muốn cho mình nữa đó. Mà gặp bà này cũng làm phước bà cho á, cho không ăn lời. Cũng mang ơn người ta. Chung là cô cũng rất là may mắn. May mắn. Là cô đi mượn tiền là từ 50 đến 80 triệu là phải thế chấp thẻ. Thế chấp á. Mà phải đi kiếm là chạy hết. Sốc trăng luôn mà không có người để mà mình cho mượn. Dạ. Không phải đơn giản đâu. Không phải đơn giản đâu. Giá mình là cái nguồn thu nhập. Dạ. Lúc đó là lãi mà mượn cái số tiền đó.
là thấp nhất là cũng khoảng 5%. Dạ, 5%, 6%, dạ. Có chỗ 10% nữa. Tại vì khi mình mượn số tiền ở đó là người ta phải tính lãi mà rồi. Dạ. Không ai cho mượn không đâu. À, bà này bà cũng làm phước, bà cho mượn không làm giấy đàng hoàng nữa. Thì mấy lần trước anh em đến cũng chia sẻ về hoàn cảnh gia đình trong tang lễ của em Linh nữa, có bà chị Vân giúp chút ít để phụ với cái đám tang á, yeah. Cô đoàn sự mà cũng không ngờ là hôm nay thì có được một số tiền rất là lớn cho mình Vân giúp cho gia đình của cô, không biết mang ơn sao nữa, đã được số tiền vậy là mừng lắm, được nhà ở không thôi là gia đình của một người cô ở quận Tư, Sài Gòn. Dạ. Cô cũng không muốn nói tên gì hết. Dạ. Chỉ biết là gia đình của cô, dạ. Cứ hoàn cảnh của mấy bé và giúp đỡ. Dạ. Đó giờ anh em quay cũng khi mà chia sẻ mà nghe nói có số nợ 100 triệu thì quá lớn. Quá lớn. Luôn. Dạ. Khi mà liên hệ với người cô thì cô nói là cô có thể hỗ trợ được 50 triệu. Dạ. Nhưng mà đến gặp gia đình rồi coi thực tế là giấy nợ như thế nào, các con tìm hiểu coi nó được thì cô giúp. Dạ. Thương mấy bé quá. Dạ. Đó, nên là anh em cũng đến và cũng chia sẻ như cái đoạn video mà hôm bữa anh em có đến và thăm cô rồi. Dạ. Hôm nay là đến đây để báo tin vui. Dạ. Cũng như là hẹn gặp cái người cho mượn tiền. Dạ. Bàn giao cái số tiền luôn trong hôm nay. Dạ. Đó, để cho cô mừng, để mà mình lo cho mấy đứa nhỏ nữa. Dạ. Không biết mắng ơn ta làm sao nữa. Mừng quá trời, không gầu á, khóc hồi sáng tới giờ nhỏ nói thôi bà ơi đừng khóc hoài, khóc nói nhớ nhớ con rồi mắc nợ người ta nữa, sao không khóc, ngủ đâu có được đâu, ngồi không yên, ngủ không yên nữa. Ngày qua ngày, ngày qua ngày nhanh lắm, mà tháng nhanh lắm, nhanh lắm. Dạ. Đó là tới ngày, đặc biệt là tới ngày mà mình không có tiền mượn nha. Ừ. Nhà thì bán rất là lâu á. Ừ, nhà bán lâu á. Bán lâu lắm. Đúng rồi, nhà mà ra bán nhà thì bán lâu lắm. Nhiều khi là cái người cho mượn tiền mình là người ta thối tiền luôn. Ừ, người ta thối tiền luôn thì đó. Nhưng mà lúc đó là cô có dự định là cho cô đó thối tiền không? Thì nếu mà không có mạnh thần quân thì mấy cô đó không giúp cũng bán à. Chứ mình kiếm ở đâu, tại đi ba nó đi làm rồi ngày ăn ngày, rồi sữa cháo nữa. Cô mà đi mượn ở ngoài nha, mà 50 triệu thì cô đóng hàng tháng nhà cô lấy căn nữa. Ta lấy nhà không luôn, khỏi được tiền nữa. 50 triệu mà đóng lời hàng tháng là trời ơi, biết nhiêu tiền lời. Rồi, rồi mình ba nó làm một ngày được có 250 nữa. Tiền đâu đóng, rồi ăn nữa, ăn rồi sữa nữa. Nhà bây giờ anh em đợi ha, đang giờ cô đợi liên hệ cái người chủ cho một tiền nha. Dạ. Đến để mình coi như thế nào. Giờ cả nhà đợi một xíu nha. Bé đợi. Con nè. Rồi ok. Cho mượn người làm phiền nữa. Thầy cho mượn người làm phiền nữa. Cho nghe cho mình. Chứ con mắt rồi cũng biết nào đâu có tiền đâu trả. Chứ nghe nói mà. Nghe mừng, nghe mấy anh YouTube lại tặng tiền cho chị là mừng. Của cộng đồng mạng cho chị trong và ngoài nước gửi cho chị là tụi em cũng mừng cho chị. Nghe cô nói là trời ơi chị rất là tốt, cũng như là giúp, cũng như đi làm từ thiện vậy đó. Dạ. Là giúp mua gạo, mua đồ cho nhiều, mua sữa nhiều lắm luôn. Tiền là không có lãi luôn. Trong một cái nếu mà nghe là không có tiền là bà đem tiền cho liền. Dạ. Lại đem lại tới nhà luôn. Dạ. Mang ơn bà không biết chừng nào trả ơn bà được. Cứu giúp mình trong cứu giúp khó, dạ, khó khăn cần cái số tiền lớn mà, dạ, khó, mà không có ai giúp đâu, có mình chị giúp. Bây giờ mang ơn, cũng mang ơn con trao tiền cho Mạnh Thường Quân ha. Dạ. Đây là số tiền của một người cô, gia đình của một người cô. Dạ. Ở Sài Gòn ở quận Tư á. Dạ. Gửi là 50 triệu đồng để giúp đỡ cho gia đình mình. Dạ. Dạ. Cầm máy cho mình nha, vâng, tiền cho cô quận Tư. Ừ, tụi nó chơi quá trời nhiều nha, cho trời nhiều cho cái 40 triệu nha.
trả cái phần nợ của em Linh, giúp cho em Linh luôn. Dạ. Cũng vào đây ha. Wow. Mừng quá, quá trời tiền luôn. Bây giờ điếm ha, điếm ha. Điếm đây gửi cho chị. Để cô nhận ha, đây là số tiền 50 triệu nè. Là của gia đình của một người cô ở Sài Gòn á, ở quận 4 là giúp đỡ cho hoàn cảnh của em Linh. Mới vừa mất và bỏ lại hai đứa con. Bây giờ chị khóa điếm đi. Điếm đi để cho mình nắm tiếp. Dặn lên đây để nắm tiếp đi. Rồi, điếm tiếp nha. Cái đây, cái tay tôi nó giúp chịch rồi. Dạ. Để em điếm đi nha. Cô đến đây rất là chuyên nghiệp anh chị ơi. Cô tay của cô mà cô đến là biết lúc mà chính đủ là bảo đủ ha. Rồi 50. Dạ. Này 50 tờ. Bên này là nhìn không chuyên nghiệp nè anh chị. 50 tờ. Ừ, cũng 50. 50 tờ là đủ ha. 50 tờ là đủ. Dạ. Yeah. Cô để mình để riêng đi tại vì có chị đến rồi. Rồi. Rồi đủ rồi nè, để chung đi, để chung đi. Này điểm gọi phải không anh? Chị đến riêng cái gì? Điểm cái đó đi chị còn. Còn cái tờ này nó không có chị đi. Đếm này luôn đi lẻ. Đếm nữa. Điểm đi để về thiếu rồi. Sao thấy lẻ quá vậy? Cho chủ nhận đếm đi. Cho bà chủ đi. Bà chủ. Còn hơn máy nữa đó, bà đem tiền còn hơn máy nữa. Đây cô đếm nhiều hơn anh cô. Trời ơi. Ừ. Làm gì đó. Cho mượn không lấy lại còn làm phiền nữa đó. Rồi 50 à. Tiếp. Mỗi cọc là 10 triệu. Dạ. Rồi sẵn điếm đó luôn nha chị. Bữa này điếm rồi mà. Điếm rồi sợ. Thôi kệ đi, không sao đâu. Cho mượn còn không lấy lãi nữa, thiếu một tờ hay là dư tờ cũng đâu sao. Ồ, gì quá tốt. Ồ, quá tốt rồi. Rồi bây giờ sau đây mình cũng tụi con cũng nhờ cô xé dùm cái giấy nợ luôn á cô. À vậy nha. Dạ, để cho nó. Đúng không? Đúng giấy nợ rồi không? Đúng không? Đúng rồi nha. Giấy hôm bữa đúng không? Đúng rồi. Dạ. Xe ha. Rồi, quá mừng luôn cả nhà. Có nợ à? Có nợ. Có nợ đó. Có nợ thì chỉ hết nợ nhưng vẫn còn nghèo. Mất con à, mất cháu, mất con. Rồi mất con. Rồi nuôi cháu. Đi nữa nhưng mà cái nỗi buồn của cô không bao giờ mà vui được đâu. Không hết. Gái mất. Còn giúp giả gì mấy đứa nhỏ nữa. Dạ. Cô cố gắng nha. Dạ. Đây là giống như một cái tình thương rất là lớn của một gia đình của người cô ở Sài Gòn á. Dạ. Cô mừng, cô mừng rơi nước mắt là vì một cái đồng tiền mà 50 triệu đối với một cái người mà không có biết là cái người kia là ai luôn hả cô? Dạ, không thấy mặt. Cho mình tới không cái biết tên luôn. Dạ, không biết tên. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cái cô nào đó. Không biết cảm ơn sao nữa cho vừa lòng. Thì nói hết những lời cô dạ. Cô nói thôi tại người ta biết cô cũng là hiền cũng không dạ. Có giống như quen để nói chuyện trên đây dạ. Cô cứ nói cái lòng của cô nói gì cứ nói đi. Bây giờ được tiền trả nợ rồi em cũng cảm ơn các chị đã giúp em. Em cảm ơn nhiều, thiệt là nhiều. Cố gắng lên nha cô, dạ. Cố gắng lên. Cô rất là xúc động. Cảm ơn mấy anh YouTube. Cảm ơn dạ. Mấy anh YouTube. Cảm ơn mấy chú đã giúp đỡ mấy ngày nay chạy tiền giùm em. Cảm ơn mấy chú. Cô trả tiền cho chị luôn ha. Dạ. Nhưng mà mạnh thường quân trả tiền cho bà. Không giúp cái số tiền này á cô. Ừ, trả nợ nha, trả nợ rồi nha. Trả nợ rồi. Cảm ơn nhiều. Cũng mừng nữa cơ nha. Không biết là mình không giúp cái số tiền này không mình làm bao nhiêu năm cái đúng không? Không biết mấy chục năm, đừng nói mấy nhiêu năm, mấy cô chục năm à. Cô đang ôm hai đứa nhỏ mà để đúng rồi. Giữ nuôi cho nó lớn hơn á. Ơi ổng làm hồ đâu có dư dả gì đâu, ngày ăn ngày. Chú nay đi làm hồ nữa đó. Dạ. Chưa về. Chưa, chiều 5 giờ mới về. Chú có hay tin chưa? Không hay đâu. Về hôm nay. Chắc hôm qua là con gái báo tin là kêu lấy tiền trả đi, trả nợ. Hôm nay là ổng nằm trong giọng á, thấy nhỏ gái kêu ba ơi lên đi con đưa tiền cho mẹ trả nợ nè. Chị thấy trùng hợp không? Dạ. Hôm qua gia đình chưa biết gì hết, hôm nay tụi em đến mới lúc biết. Lúc 12 giờ trưa á. Ổng nằm giọng ổng nói. Trời thấy con kêu lên lấy tiền trả nợ anh ta kìa. Ổng nói gì? Rồi mình cũng không tin nữa. Tới bữa nay
10 giờ rồi mấy chú báo tin cho biết rồi mới biết. Cũng không biết nói gì hơn trong lúc này thì hai mặt gia đình, con hai mặt gia đình gửi lời cảm ơn một người cô, gia đình của cô là có nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn rất là nhiều, cũng như là tất cả quý mạnh thường quân thì bữa giờ cũng qua bên anh em á, cũng hỗ trợ cho gia đình mình từ cái lúc mà em Linh mất đó cô. Cũng xin cảm ơn mạnh thường quân luôn. Cảm ơn. Cũng xin chúc cho chị luôn chị nhiều điều mà tốt lành á trong cuộc sống này. Tại vì chị thấy cái hoàn cảnh mà khó khăn như vậy thì chị cũng gian tay ra để mà giúp đỡ cho gia đình. Không được ba. Nhưng mà không có quen nhau đâu mà đi mượn tiền bả cho, không từng quen nhau đâu. Thấy khó khăn vậy rồi bả đưa tiền, bả nói đi cứu nhỏ trước đi rồi anh nói. Thì biết là Linh không có qua khỏi, nhưng mà trong cái lúc đó nhờ cái số tiền đó thì mình giống như mình còn nước mình tát lên. Còn nước còn tát. Thì khi mà em ra đi luôn thì mình cũng nói chung là cũng không có ấm ức trong lòng á. Cứ để mà không có cái số tiền mà để lo á. Bé mất cái là... Cô nói lớn lên nè cô, để cho em nó biết á. Số nợ mình đã được xóa rồi, xóa nợ rồi, không có Mạnh Thường Quân giúp rồi. Để em ăn lòng. Bữa nay có Mạnh Thường Quân giúp để trả tiền mẹ 50 triệu, mẹ thiếu tiền nhà người ta đó. Bây giờ mấy chú thì giúp Mạnh Thường Quân giúp mẹ trả người ta rồi. Yên tâm đi. Mấy đứa con nó cũng có mẹ lo rồi, có bà ngoại lo rồi. Để dưới nghe cô, con cháy á, để dưới cô. Để dưới gạch, để dưới gạch. Cái giấy này là giấy nợ đó cả nhà. Chốt luôn. Nó đôi khi nợ đó là sao hết nợ rồi đó. Thì mua với đồ Phật. Yên tâm mà ra đi có nha. Phép màu vậy. Có một phép màu vậy. Hai đứa con thì cũng đã được chồng bên ngoài chăm sóc rồi nha. Yên tâm đi. Có Mạnh Thường Quân đứng ra để giúp cả nhà. Báo. Dạ thì hôm nay chỗ anh em đó cả nhà thì cũng đến hoàn cảnh cho em Linh. Thì cũng đã trao số tiền cũng như từ quý nhà hảo tâm của kênh Bakina, cũng như là một gia đình ở tại Sài Gòn đã giúp cho gia đình chuộc lại một cái căn nhà trị giá 50 triệu. Thật sự ra là một cái câu chuyện rất là đau lòng của chị, cũng như là em đã mất trong cái tuổi đời là sanh đứa con chỉ 1,5 tháng tuổi thôi mà em đã ra đi rồi. Thì thật sự trong cái bối cảnh đó thì mỗi câu chuyện đau lòng mà người mẹ đã mượn cái số tiền, có khả năng là cũng bán căn nhà để trả lại cái phần tiền đó, nhưng mà cái thời gian đã cận kề rồi, cũng như là tình cờ của quý nhà hảo tâm đã có duyên đến gia đình và hôm nay đã giúp cho gia đình xóa nợ. Thì hồi nãy cũng có đã xé cái giấy nợ xong. Thì cuối lời cũng xin chúc ông bà cô chú luôn dồi dào sức khỏe, luôn thành công trong cái công việc